Hello, xin chào các bác đã quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì bên em tiếp tục lên video một con xe mới về dành cho các bác. Một con Hyundai i10, cũng đời 2014 và cũng mang biển số 30. Hiện tại thì đang có hai con 2014 và đều mang biển 30. Có một con mang biển 22 thì vừa mới bán rồi. Giờ còn hai con biển 30, con này mới về. Con này thì em mới cho đi sơn tỉa cũng như dọn máy. Còn nội thất thì chưa có dọn tí, đây cho đi dọn nội thất. Đấy thì tổng thành phía bên ngoài đây. Xe màu bạc, biển 30 các bác nhá, biển Hà Nội luôn. Và tư nhân chính chủ bao rút hồ sơ, an ninh thủ tục đảm bảo. Đấy, bảo hành cho các bác về phần đâm đụng, tai nạn ngập nước cũng như là khoan đục taxi. Đây tổng thành phía bên ngoài. Đấy, con xe này thì điện đóm thì cũng chưa kiểm tra, cũng như là nội thất thì chưa có dọn, tí cho đi dọn nội thất cũng như kiểm tra điện đóm luôn, không có vấn đề gì không. Còn vừa mới cho đi sơn tỉa cũng như là dọn qua về phần máy. Đây, đi vào phía bên trong nội thất này. Con này là 2014, xe bản đủ nhá. Bản đủ thì nó có bóng khí cũng như là xi nhan trên gương. Đấy, một số cái nữa. Đèn start top. Đây đèn start top đây. Nhưng còn khá là ok. Vô lăng thì con xe này chưa dọn nội thất nên là vô lăng thì các bác nhìn chỗ này nó hơi bẩn bẩn này. Này phải cho đi vệ sinh vô lăng. Nhưng mà củ số còn đẹp. Đây, đầu củ số còn đẹp. Trần vẫn trần nỉ bọc túi bóng này. Đấy, trần nỉ bọc túi bóng. Đây là áo ghế nha. Con xe này thì chủ nó bọc một lớp áo ghế mới rồi, cũng không có độ gì cả. Đầu đài CD nguyên bản. Thì nói chung là nguyên bản từ đầu thôi, chủ nó không có độ cái gì hết. Đây ghế đằng sau này. Đèn các thứ, đèn trần là vẫn hoạt động ok. Đầu đài hoạt động ngon, đây em sẽ đè thử lên. Điều hòa hoạt động mát. Nói chung con này thì chắc chỉ dọn qua về phần nội thất nữa thôi. Nội thất con này thì hơi bẩn vì chưa có dọn. Chưa dọn nội thất. Rồi mặt vô lăng. Con này được cái là máy vẫn zin nhá. Có hai con thì một con thì là ra mặt máy rồi. Tuy nhiên con xe này thì máy vẫn zin. Đây đi qua máy cho các bác xem. 2014 nhưng máy vẫn zin luôn. Mà lại còn mang biển số 30. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2024. Đây, đây toàn bộ khoang máy này. Đây các bác nhìn qua về những phần ốc dàn cò này. Đây ốc răng mặt máy này. Là vẫn nguyên zin luôn, không có động chạm gì, không có vết cờ lê gì luôn. Đấy, sơn bảy màu các thứ là nguyên luôn. Đấy, không có động chạm gì luôn. Đây các bác nhìn. Con xe này máy vẫn còn zin, mặt máy còn zin từng phần mặt đổ xuống. Bản đủ nó có cả cục ABS đây. Con xe này thì ABS hai bánh trước rồi. Hai bánh trước là phanh đĩa, hai bánh sau là phanh tăng trống. Thế nên chỉ có ABS hai bánh trước. Đấy, đèn gầm. Rồi xi nhan trên gương. La răng đúc. Đấy, đó là bản đủ 2014. Thì báo giá cho các bác thì con xe này cũng bằng giá với con xe trước. 190 triệu là bán bao rút hồ sơ. Các nào không rút hồ sơ thì có thể là sẽ lọc lá hơn một chút. Cảm ơn các bác đã xem video. Và có nhu cầu về con xe nào thì có thể comment hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại dưới màn hình để em có thể tư vấn cho các bác. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.